Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin news số 38 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành toàn bộ thời lượng để đánh giá chiếc Honda Civic 2022 sắp được ra mắt tại thị trường Thái Lan. Đây là một trong những mẫu xe của Honda theo lộ trình sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2021. Vậy mẫu xe này có những ưu thế nổi bật gì để cạnh tranh với Mazda 3, Kia Seato hay là Hyundai Elantra? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào phân tích và mổ xẻ. Và để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Honda Civic 2022 sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan vào tháng sau. Đây có lẽ sẽ là một trong những thị trường dùng tay lái nghịch đầu tiên trên thế giới đón nhận chiếc xe Civic thế hệ mới. Honda Civic 2022 tại thị trường Thái Lan dự kiến sẽ chỉ có một loại động cơ, đó là máy xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít. Động cơ này tạo ra công suất tối đa lên tới 180 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 240 Nm. Nếu để so sánh với phiên bản cũ thì động cơ này mạnh hơn khoảng 6 mã lực và 20 Nm, đi kèm với cụm hộp số vô cấp CVT và hệ thống dẫn động cổng trước giống như thế hệ cũ. Nếu như chúng ta đặt lên bàn cân và so sánh trực tiếp với ba đối thủ, đó là Kia Cerato với khối động cơ 2.0 lít sản sinh ra khoảng 159 mã lực, mô men xoắn đạt 194 Nm. Hyundai Elantra Sport với khối động cơ 1.6 lít turbo là 204 mã lực, mô men xoắn đạt 265 Nm. Mazda 3 với khối động cơ 2.0 lít sản sinh ra 153 mã lực. Với những con số ở trên giấy tờ thì có vẻ như khối động cơ 1.5 lít tăng áp của Honda Civic làm việc hiệu quả hơn so với các khối động cơ 2.0 lít của Cerato và Mazda 3. Vì chỉ với khối động cơ 1.5 lít tăng áp thôi nhưng Civic 2022 sản sinh lên tới 180 mã lực, còn lại hai đối thủ kia đều dưới 160 mã lực. Mình cho rằng khối động cơ mới của thương hiệu Honda chỉ thua kém khối động cơ 1.6 lít turbo của Elantra mà thôi. Còn xét về cùng một số vô cấp của Honda Civic 2022 thì mình vẫn không thể hiểu được lý do nào khiến các kỹ sư của Honda lại lựa chọn cụm hộp số này dành cho Honda Civic và kể cả Honda Accord nữa. Điều này khiến gần như là đi ngược lại với toàn bộ cái xu hướng chung của toàn phân khúc hay là thị trường. Trên thực tế thì cụm hộp số vô cấp nó cũng không có cái gì đáng chê trách cả, tuy nhiên thì quả thực nó không phù hợp với những mẫu xe hạng C đổ lên. Trong tương lai thì Honda Civic 2022 tại thị trường Thái Lan dự kiến sẽ có thêm phiên bản Hybrid sử dụng hệ truyền động EHEV với hai motor điện. Nhiều khả năng Honda Civic Hybrid sẽ dùng chung hệ truyền động EHEV với người anh em HR-V thế hệ mới. Ở Honda HR-V 2021 thì hệ thống truyền động này bao gồm máy xăng Atkinson 4 xi lanh dung tích 1.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa là 106 mã lực và mô men xoắn cực đại là 127 Nm. Động cơ này kết hợp với hai motor điện có công suất lên tới 131 mã lực và mô men xoắn đạt 253 Nm và sử dụng cục pin lithium. Mình cho rằng con át chủ bài của mẫu xe này ở tại thị trường Thái Lan sẽ là phiên bản sử dụng động cơ Hybrid. Còn đối với thị trường Việt Nam thì động cơ xăng sẽ vẫn là phiên bản chủ lực. Còn phiên bản Hybrid sẽ là phiên bản chim mồi để thu hút sự chú ý của khách hàng. Theo những thông tin đến từ trang tin tức về xe ô tô tại Thái Lan thì mẫu xe hạng C này sở hữu chiều dài lên tới 4.673mm, chiều rộng là 1.800mm, chiều cao là 1.414mm và chiều dài trục cơ sở đạt 2.735mm. So với thế hệ thứ 10 thì Honda Civic 2022 dài hơn 25mm, rộng hơn 1mm, thấp hơn 2mm và chiều dài trục cơ sở tăng lên tới 37mm. Như vậy với chiều dài thân xe và chiều dài trục cơ sở được tăng lên thì mình nghĩ rằng là chiếc xe này sẽ có một cái không gian rất là rộng rãi. Qua đó với kích thước được tăng lên đáng kể thì Honda Civic 2022 sẽ được coi là gần chạm tới kích thước của những mẫu xe hạng D. Xét về tổng quan ngoại thất xe, cá nhân tôi cho rằng là cái phong cách thanh niên thể thao giờ đây nó đã không còn xuất hiện trên chiếc Civic 2022 nữa. Thay vào đó là một trong những cái sự trưởng thành và lịch lãm giống với người đàn anh Honda Accord. Có lẽ với phong cách mới thì chiếc xe này sẽ dung hòa tốt hơn với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, chứ không còn là dành riêng cho những khách hàng trẻ, nhiều cá tính. Điểm nổi bật về những trang bị nằm ở phần phía bên ngoài như là cụm đèn pha full LED có thiết kế na ná giống với người đàn anh Accord. Dải đèn LED có định vị cách tạo hình theo dạng hình chữ L. Trong khi đó thì lưới tản nhiệt theo phong cách Solid Swing vẫn được duy trì từ nhiều phiên bản.
không làm mất đi cái sự đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế được xuyên suốt trải qua nhiều thế hệ của Honda Civic. Hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù hình chữ C, nắp capo dài hơn và cột chữ A được đẩy lùi 50mm về phía sau. Bên cạnh đó thì với cụm đèn hậu thiết kế làm tôi liên tưởng tới mẫu xe sang Audi với cách tạo hình chữ L bên trong. Bước vào bên trong khoang nội thất của Honda Civic 2022, chúng ta sẽ thấy rằng là mẫu xe này sẽ có một cái phần cửa gió điều hòa mới đi kèm với lưới tổ ong bên trên. Màn hình thông tin giải trí kích cỡ lớn 7 inch hoặc 9 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua Android Auto và Apple CarPlay tiêu chuẩn. Hệ thống âm thanh Bose cao cấp, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn quy, vô lăng đa chức năng mới cũng như là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình lên tới 10,2 inch. Cá nhân mình cho rằng là phần nội thất của Honda Civic 2022 làm người ta nhắc tới một cái sự hào phóng và lịch lãm. Vốn dĩ nó chỉ xuất hiện trên những mẫu xe Hàn và châu Âu, giờ đây thì nó đã xuất hiện trên cả Civic thế hệ mới. Đây được cho là một trong những sự cải tiến rất đáng ghi nhận của mẫu xe này. Ở trong phân khúc xe sedan hạng C ấy, thì mình chỉ chê mỗi cái sự nghèo nàn và bảo thủ của Toyota Altis mà thôi. Còn lại những cái mẫu xe ở trong phân khúc thì đều có những cái sự cải tiến rất đáng để chúng ta phải khen ngợi. Với những mẫu xe của Honda thì mình cũng đánh giá rất cao về phong cách thiết kế của họ, chỉ có điều là hơi bị ngáo giá mà thôi. Hiện nay thì Honda Civic 2022 chưa có mức giá bán cụ thể ở tại thị trường Thái Lan vì chưa được chính thức ra mắt, nhưng theo như mình phỏng đoán thì mẫu xe này chắc chắn sẽ không hề rẻ một chút nào. Và đặc biệt khi đặt chân về thị trường Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu, các bạn đừng quá mong chờ về một mức giá bán ngang bằng so với các dòng xe Hàn, điều đó sẽ rất khó có thể xảy ra. Vừa rồi là chi tiết chiếc Honda Civic 2022 sắp được ra mắt tại thị trường Thái Lan. Các bạn có ý kiến bình luận gì thì hãy cho chúng tôi biết bằng phần comment ở phần phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại.